Ok, chào mừng các bạn đã trở lại với kênh HNT Channel. Và hôm nay tiếp tục cái series về game Quyền Dương 98. Hôm nay mình sẽ đi giác ra cái con của mình đi chiến đấu tập lum từ hộp dưa đây. Ok, mình đã có được một cái con tướng mới luôn các bạn. Hai con chứ. Một là ông già, với hai là cái cậu Luffy gì đó. Quên mất tiêu cái tên này. Ok, để chút nữa mình sẽ cho các bạn xem. Cái cậu đang đội nón đứng trong tem mình á, nhìn rất là ngầu luôn. Rồi cái nón màu đỏ đỏ 4 sao nha các bạn. Đó, cậu ấy là 4 sao nha. Perfect. Perfect nào. Perfect luôn, quá tuyệt vời. Ok, boss nửa cây máu luôn. Ồ, ăn bánh bao lên đầy máu luôn, kinh vậy. Nhanh quá các bạn ơi. Ok, và các bạn xem video đừng quên bấm đăng ký theo dõi kênh HNT Channel để những video mới nhất mỗi ngày nha. Ok, và mọi người thích mình làm về cái game gì thì đừng quên comment bên dưới video để mình sẽ làm cho các bạn xem. Ok, còn là tiền chiêu không luôn các bạn ơi, đập đánh nó liên quan luôn. Bụi mày hả bụi, gọi là nó ăn bánh bao như một cái một là máu nó đầy nhóc lại luôn các bạn. Hình cơ hàng đó rất là bá đạo luôn á. Ok, mình bị chết hết một con rồi cho nên không có được 3 sao, nhưng mà 2 sao là cũng ok rồi. Nhận thưởng nào được 20 kim cương luôn. Tiếp theo chúng ta sẽ vượt mốc nào đây, hốt luôn cô gái này đi. Ok, đầu tiên là quýnh với ba anh bịt mặt luôn. Tốc độ perfect nào. Hốt. Ok, bơi luôn. Quá tuyệt vời. Quá đẹp các bạn ơi. Lady go. Và bây giờ là hốt nào. Đó là chiêu của anh đợi đội nón đỏ rồi. Anh đợi nón đỏ xài đặc chiêu nào. Thợ ơi, con gái lấy súng rồi bắn tật 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 kìa. Hay là bắn súng cháy luôn. Ok, và đây là màn số 3. Chiến đấu là màn số 3 chúng ta mới gặp boss được. Các bạn đầu chỉ là lính lát thôi. Vậy chí. Đấm rồi là đấm liên tường luôn các bạn ơi. Đấm mà liên tục luôn. Bạn ngươi luôn à. Ok, cô ấy vẫn còn nữa thì nói. Đập cho cô ấy hết máu rồi nào. Tin bụi. Đi bụi. Ok. Giờ còn lại con tướng. Trời ơi. Một con mà chiếu mạng quýnh ghê vậy. Nó văng hai con của mình luôn. Quýnh chết ông già luôn rồi. Ok. Xem đây. Đấm. Đó, đấm dưới đất mà văng lên là cậu văng văng dắt luôn á. Ok. KO luôn. Giờ sao quýnh cái này không lên nổi 3 sao các bạn ơi. Chỉ 2 sao thôi. Cứ từ từ rồi mọi chuyện sẽ xong hết. Ok, hốt luôn cái trận cuối này coi. Ồ, giống Sugoku quá ta. Cái con đó nhìn giống Sugoku các bạn. Ok, hốt luôn. Perfect cái nào. Perfect luôn, quá tuyệt vời. Thêm luôn. Oh, chưa xài được độc chiêu rồi chết rồi. Độc chiêu này. Bơi luôn. Quá đỉnh. Ok, xong. Chúng ta quýnh chỉ 4 con thôi là được chết hết rồi. Ồ, giống Sugoku các bạn ơi. Này là tên gì nhanh quá chưa đọc kịp. Ok, tốc độ luôn. Hốt liền perfect. Đúng rồi. Thấy nó đi. Một trái nữa các bạn ơi. Ok, một trái nữa. Xong. Giờ còn 2 con. Cảm ơn cô. Trời ơi. Nguyễn Thái lắm. Quá bạn ơi. Nói đúng rồi là lê lẹ luôn. Được rồi, tiền kỹ, hãy xem tiền kỹ của KO hốt, hốt, đúng rồi, bơi luôn, đẩy luôn, hết máu không bạn, chưa chịu chết luôn, nó vẫn còn một chút, căng quá anh em ơi, hốt luôn, tiền kỹ của ông già, đó, ông già phun lửa rất là bá đạo, phun một phát một là chết gần hết, Benro. Còn một miếng máu là nó chết rồi mà nó vẫn lên. Bây giờ còn một con thôi. Đi bụi. KO luôn.
quá nhẹ nhàng anh em ơi. Ô màn này thì lại là không tử vong anh em nào luôn. Hai màn trước là bị dính hai sao hai cả hai trận. Nhận nhanh quà cái nào. Ok, chúng ta quýnh tới đâu rồi. Tiếp tục luôn. Ô bây giờ đổi ra quýnh đường phố rồi. Ra đường phố quýnh lộn luôn rồi. Rồi hai con gái này sức rất là yếu luôn rồi. Mình khều nhẹ xíu mà nằm cái like rồi. Vô quýnh trận thứ 3 mới là mình tiến công các bạn ơi. Ok. Quýnh với 4 cô gái. Boss ở đâu? Này không thấy là boss ta. Vậy là 4 cô gái này yếu xíu rồi. Đó thấy chưa. Khều nhẹ không là chết hết rồi. Tốc độ luôn. Ok. À, muốn làm cao thủ là chúng ta phải từ thấp thủ đi lên. Chứ không ai mà nhảy lên phát làm cao thủ được các bạn à. Đó, bây giờ mình đang lết lên đây. Ok. Quốc Anh Quyền Thái luôn. Một nào. Bố phát liền. Chơi cái trò này có cái canh bố phát dễ không khó các bạn ơi. Rồi anh bơi luôn 5 con, 6 con. Ồ, mới 4 con là chết rồi. Ô này là con trai hay con gái vậy các bạn? À con trai. Nó con trai mà để tóc y như con gái luôn. Lady go. Ồ, trời ơi cái gì? Con trai gái luôn hả? Cái gì đẩy luôn xong. Tốc độ luôn và trận. Lady go. Ồ, anh bạn này giống mình nè. Con này là con Bob Terry. Đúng rồi. Đây là Terry các bạn. Mình cũng là con Terry nè. Tuyệt vời, Terry của mình là 4 sao nha các bạn. Nhìn rất là ngầu luôn. Ok, hốt cái màn tiếp theo luôn. Nào, chúng ta gọi là chạy tốc độ luôn. Lady go. Lady go. Hốt go luôn. Perfect. Trời ơi, chạy ra khều quá, cái nhẹ chết hết 3 con rồi. Lady go. Hiệp số 2. Đọc chiêu. Ok. Quýnh 5 con, bọn con chưa kịp quýnh. Ô bao. Này là con trai hay con gái đây? Hồi sinh tiểu Lady Mai Dương. Hốt luôn Dương Mai ở đây. Nó bên mà đùa ra bánh kê trước. Máu trầu quá các bạn ơi, bao này có ổn máu trầu rồi. Athena. Chết rồi. Không sao. Chiêu. Chơi vẫn còn sống à. Perfect luôn. Tập ra anh bạn ăn bánh bao rồi. Ăn bánh bao. Bánh bao. Ăn bánh bao lần là lên máu cả khúc luôn đó. Ta lên chạy dừa thôi. Nó lên lần đầy cây luôn. Quýnh nó đuối luôn á. Ok, lượm được đi quánh này chúng ta có một mớ đồ tí về tăng đồ, tăng level cho mấy con tướng mình cho nó mạnh lên. Lady okay, hốt luôn. Ben Bru hốt đây. Ben Bru nhảy ra hốt con đồ. Ok. Lady go. Độc chiêu, mình có một con có độc chiêu à. Địch xuất hiện, boss đã tới. Ok, đè đập thằng ăn bánh bao cho nó không có ăn nữa. Nó tối ngày nó ăn bánh bao mà mình quánh nó đấm đuối luôn á. Lady go. Hốt nó, bánh bao nè, bôi phét luôn. Bôi luôn anh em. Hồn rớt nó một cái rồi. Chúng ta rớt nó một cái bơ rồi. Nên nó chưa có chết. Thời ơi, nó quánh liên hoàn luôn. Chết thằng nhỏ. Ô, hên quá cái ô, chúng ta chưa chết. Ô, một quân trưởng của anh ấy làm bánh bao gì vậy? KO luôn rồi anh em ơi. Mang thưởng. Ok, vị trí tiếp tục. Bấm một vị trí bất kỳ để chúng ta tiếp tục chiến đấu nè. Hốt luôn. Đâu rồi, mục tiêu đâu? Bây giờ đập luôn. Hôm nay là anh bạn này có đồ đỡ giáp rồi luôn đi chứ.
trang bị rất là tốn tâm hiện đại. Đấm cái đá rồi là xuyên giáp luôn, chứ ở đó mà mặc giáp. Ok, giờ tới ba anh bạn đập mà ba chữ cây. Ba cây này giống con này cũng như vậy. Ô, vậy là mình quýnh tốc độ luôn. Còn bước 30 giây trong một ngày. Ok. Bây giờ quýnh tới anh béo. Anh béo mang dây xích đây. Ủa không phải anh béo mà là võ sĩ giết ca ra tay hả ta? Hốt liền Benmaru perfect luôn. Để luôn nào ông già. Ok. Lady tới 3 màn, lần màn thứ 2 rồi, anh béo rồi nè. Anh béo. Ok, anh béo giác thêm một tạ tụi chào bá luôn các bạn ơi. Quýnh với anh béo này là chúng ta đấm chuối, chúng ta lại chuối luôn. Rồi con thứ ba là gì đây? Lady go. Con này là ok hốt luôn. Đi bụi nè. Không ngờ là vẫn còn sống các bạn ơi. Trời ơi, quýnh mình nó ngồi nó cười kìa. Ô, đi hoàng luôn rồi. Con này là đúng là con boss mạnh rồi. Đi ký. Mày hả bụi, mày hả bụi. Quýnh gọi là văn 16 hết 50 luôn. Ok. Quá tuyệt vời luôn. Và các bạn xem video đừng quên bấm đăng ký theo dõi kênh HNT Channel để nhận được những video mới nhất mỗi ngày nha. Và mọi người thích mình làm về cái game gì hay là muốn mình chơi cái trò gì đừng quên comment bên dưới video nhé. Mình sẽ cố gắng tìm hiểu và làm cho mọi người cùng xem. Và mọi người đừng quên like và chia sẻ video của mình nha. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở video tiếp theo. Ok. Bơ luôn, ok. Còn một trận, một màn cuối cùng luôn. Ồ, quýnh với cô gái luôn. Anh bạn này tên là Harin. Hốt luôn. Lady go. Hốt luôn, hốt luôn. Ok, bơ luôn nào anh em. Đẩy luôn. Đập chứ. Đi bụi. Ồ, không chết luôn. To hell. Rồi xong tuyệt kỹ bốn con. Nó mẹ nó mẹ. Quả lưu tinh. Nướng thịt thành công. Lại cố lên. Ok. Chịu cố lên đi ô. Ô, chiến mạng luôn. Ok. À bây giờ thì chào anh em lại mọi người ở video tiếp theo nhé.